Đúng 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi mãi mãi, để lại nỗi mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp được cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Ngay khi người qua đời, thể theo nguyện vọng thiết tha của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng quyết nghị: với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng của Người. Suốt những năm qua, thi hài Bác Hồ được đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Việt Nam bảo quản rất tốt. Từ chòm râu tới mái tóc hay những nét đặc trưng của Người lúc sinh thời đều được giữ nguyên vẹn. Điều này khiến nhiều người dân đi viếng Bác thắc mắc rằng không biết đó là thi hài Bác thật hay chỉ là tượng sáp. Song ít ai biết rằng, không giống như các công trình lịch sử khác, nhiều du khách lần đầu tiên viếng lăng Bác đều ngạc nhiên khi biết lăng chỉ mở cửa vào 5 buổi sáng trong tuần. Và phải tới 52 năm sau, những bí mật này đã được một thành viên chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiết lộ, khiến nhiều người không khỏi sửng sốt. Vậy rốt cuộc, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong lăng là thật hay tượng sáp? Tại sao người dân chỉ được viếng lăng vào buổi sáng? Liệu có liên quan gì đến bí mật quá trình giữ gìn thi hài Bác mà Bộ Chính trị giấu kín lâu nay? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay của Dấu tích lịch sử Việt Nam. Nhiều người dân đi viếng Bác khi thấy thi hài Bác nằm trong lăng rất đẹp đã thắc mắc đó là thi hài Bác thật hay là tượng sáp. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết: đến nay, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ của Việt Nam đã học tập, nghiên cứu, làm chủ hoàn toàn công nghệ giữ gìn thi hài Bác. 50 năm qua, thi hài Bác được bảo quản rất tốt, chòm râu, mái tóc vẫn còn nguyên vẹn. Công nghệ giữ gìn thi hài là một lĩnh vực mới mà trên thế giới chỉ có Liên Xô cũ và hiện là Nga có. Vận dụng công nghệ này, cũng chỉ có Việt Nam giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Triều Tiên giữ gìn thi hài lãnh đạo Kim Nhật Thành, cùng con trai nhà lãnh đạo này là ông Kim Jong-un. Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Cao Đình Kiếm cho biết: thành công lớn nhất và xuyên suốt 50 năm qua của Bộ Tư lệnh là dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hoàn thành xuất sắc. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm kể: việc giữ gìn thi hài Bác diễn ra qua nhiều giai đoạn, trong đó 6 năm đầu mang tính quyết định. Ngày 23 tháng 8 năm 1969, trước tình hình sức khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh yếu đi, Liên Xô cử chuyên gia sang cùng Việt Nam bàn cách giữ gìn thi hài. Lúc 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh chút hơi thở cuối cùng. Việc giữ gìn thi hài Bác được giao cho các chuyên gia Liên Xô cùng tổ y tế đặc biệt của Việt Nam. Khi Bác mất, có ý kiến do điều kiện chiến đấu, khí hậu, kinh tế Việt Nam khó khăn nên phía bạn đề xuất đưa thi hài Bác về Liên Xô. Tuy nhiên sau khi đàm phán, ta quyết định để thi hài Người tại Việt Nam và Liên Xô sẽ hỗ trợ. Đây là nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ. Điều kiện Việt Nam nhiệt đới gió mùa, nóng lạnh thất thường nên càng khó khăn, tướng Kiếm nói và cho biết. Từ năm 1969 đến năm 1975, việc giữ gìn thi hài Bác Hồ được tổ chức ở K9. Do điều kiện chiến tranh, thi hài Hồ Chủ tịch đã có 6 lần di chuyển. Lần đầu từ Hà Nội lên Ba Vì, lần cuối từ Ba Vì về lăng, ngày 18 tháng 7 năm 1975. Ngày 29 tháng 8 năm 1975, nhà nước khánh thành lăng và tổ chức lễ viếng. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm cho biết, hàng ngày thi hài Bác phải tiếp xúc với ánh sáng, khí hậu nên yêu cầu bảo vệ, giữ gìn rất nghiêm ngặt. Đội ngũ y tế phải luôn duy trì thông số về nhiệt độ, độ ẩm vì hanh khô hay ẩm ướt quá cũng không được. Sau khi thống nhất đất nước, Việt Nam lại phải bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc, trực tiếp ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh thi hài Bác. Cuối thập niên 1980, tình hình Đông Âu, Liên Xô khó khăn. Năm 1991, Liên Xô sụp đổ. Toàn bộ chuyên gia ở lăng rút về nước. Nguồn viện trợ vật chất không hoàn lại bị cắt.
Việc này đặt Việt Nam vào tình thế tưởng chừng không thể để Lăng hoạt động được nữa. Trong bối cảnh đó, lực lượng bác sĩ, kỹ thuật của Việt Nam từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ. Sau nhiều năm đàm phán, năm 2004, phía Nga đã đồng ý chuyển giao công nghệ và phối hợp pha chế dung dịch đặc biệt tại Việt Nam. Đến nay, ta đã 15 lần pha chế thành công dung dịch đặc biệt sử dụng trực tiếp cho việc gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thành công đó, năm 2018, đơn vị tiếp tục hợp tác xây dựng cơ sở kỹ thuật và sản xuất thành công bộ quần áo đặc biệt cho Bác. Tới hiện nay, chúng ta đã xây dựng được dây chuyền sản xuất bộ quần áo này và bàn giao cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quản lý, vận hành phục vụ cho nhiệm vụ giữ gìn thi hài Bác. Ông Kiếm thông tin, đây là những bước tiếp theo quan trọng, đánh dấu quá trình chuyển tiếp và khẳng định Việt Nam có đủ khả năng làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác nghi lễ được hình thành từ ngày mở cửa Lăng và được bổ sung hoàn thiện, đổi mới trong nhiều năm qua. Đặc biệt, từ ngày 19 tháng 5 năm 2001, đơn vị thực hiện trang nghiêm nghi lễ chào cờ hàng ngày trước Lăng Bác. Ngày 18 tháng 5 năm 2014, đơn vị phối hợp với đoàn nghi lễ quân đội tổ chức nghi thức mới phục vụ lễ viếng cấp nhà nước. Qua đó, tạo ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân và khách quốc tế, góp phần bồi đắp thêm niềm tự hào, tự tôn dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng, việc tổng kết 50 năm nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh năm nay nhằm đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Vậy rốt cuộc, thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong Lăng có thật là người? Những nét đặc trưng khi sinh thời của Bác có được giữ nguyên vẹn? Quá trình giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được thực hiện như thế nào? Tại sao người dân chỉ được viếng Lăng Bác vào buổi sáng? Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng, cho đến nay vẫn có người hỏi thi hài trong Lăng có phải là Bác thật hay không? Ông Kiếm khẳng định thi hài Bác hoàn toàn là thật. Tất cả những nét đặc trưng của người đều được lưu giữ trọn vẹn như khi người còn sống. Thiếu tướng Cao Đình Kiếm chia sẻ, trước đây chúng ta giữ gìn thi hài Bác trong không gian hẹp, không có người thăm viếng. Nhưng khi đưa về Lăng thì hàng ngày thi hài Bác tiếp xúc với nhiều người, tiếp xúc với ánh sáng, với sự thay đổi môi trường. Vì thế, các yêu cầu đặt ra nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Từ đó, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng chỉ tổ chức viếng Bác trong 3 đến 4 tiếng buổi sáng, không viếng vào buổi chiều. Theo lý giải của ông Kiếm, nếu để thi hài tiếp xúc với ánh sáng nhiều, sẽ gây tác động, ảnh hưởng nhất định. Đây là điều khó khăn, chúng ta phải duy trì thông số nhiệt độ, độ ẩm trong môi trường để lưu giữ thi hài Bác lâu dài. Yêu cầu rất khắt khe, hanh khô quá, không được, ẩm ướt quá, không được. Ông cũng cho biết, trong 50 năm qua, Lăng được duy trì quy luật là một tuần chỉ viếng 5 ngày, nghỉ 2 ngày, chỉ viếng buổi sáng chứ không viếng buổi chiều. Mỗi năm nghỉ 2 đến 3 tháng để tu bổ, trong đó có 1 tháng dành để làm thuốc duy trì, giữ gìn thi hài cho Bác. Về yếu tố kỹ thuật trong Lăng, nhiệm vụ chính của các hệ thống thiết bị tại đây là tạo ra và duy trì môi trường không khí tinh khiết, có chế độ nhiệt ẩm thích hợp, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Bác. Cùng với đó là việc thiết lập các điều kiện kỹ thuật phục vụ lễ viếng, các hoạt động khác ở Lăng và Quảng trường Ba Đình một cách an toàn, chính xác, hiệu quả. Các thông số đặc trưng của môi trường không khí phục vụ y tế và môi trường làm việc trong công trình là nhiệt độ, độ ẩm tương đối, tốc độ di chuyển và độ sạch của không khí. Đặc điểm quan trọng nhất trong đảm bảo không khí là duy trì môi trường với các yêu cầu nghiêm ngặt, thường xuyên, liên tục, không sai sót. Do đó, thiết bị công nghệ phải có hệ số dự phòng cao, hệ thống trực phải đảm bảo suốt ngày đêm. Việc triển khai nhiệm vụ bảo dưỡng, bảo chữa, cải tạo, nâng cấp được tiến hành trong điều kiện thiết bị công nghệ vẫn đang hoạt động. Nhắc đến công tác an ninh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng cho rằng thành tựu lớn nhất là từ khi mở cửa Lăng cho đến nay, chưa xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến an ninh hoặc gây hại tới thi hài Bác. Theo ông, tất cả trường hợp vào viếng Bác đều được kiểm tra, kiểm soát an ninh chặt chẽ.
Lăng Bác là một trong những khu không gian thiêng liêng của dân tộc. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng rất chú trọng công tác an ninh, các lực lượng bảo vệ, canh phòng, tuần tra 24/24 giờ. Nhiều người khi đến Lăng cũng nhìn hết các nhà cao tầng xung quanh và lo sợ rằng có thể bị bắn tỉa. Nhưng chúng tôi khẳng định không có vấn đề gì và hoàn toàn có thể yên tâm. Như vừa qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Lăng và ông thấy rất thoải mái, phấn khởi. Nơi đây đã tạo được ấn tượng tốt. Thiếu tướng Kiếm chia sẻ. Các nghi lễ ở Lăng, theo Thiếu tướng Kiếm cũng đều rất đặc biệt. Từ nghi lễ thượng, hạ cờ, đến nghi thức đón các đoàn nguyên thủ quốc gia đều để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp. Cùng với đó, công tác đón tiếp người dân đến viếng Lăng cũng rất được chú trọng. Nhờ vậy, từ ngày mở cửa 29 tháng 8 năm 1975 đến hết tháng 2 năm 2019, Lăng đã đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 57 triệu lượt người đến viếng Bác, trong đó có gần 10 triệu lượt khách quốc tế. Video hôm nay của Dấu tích lịch sử đến đây xin phép được dừng lại. Nếu quý khán giả thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.